Thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, người dân ở thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vô cùng bức xúc trước việc mỏ khai thác chế biến đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh gây khói bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Mặc dù những kiến nghị của người dân đã được gửi đến chính quyền xã Sơn Dương và huyện Hoành Bồ, nay là thành phố Hạ Long, nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý triệt để, khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Đây là những hình ảnh người dân ghi lại về việc khai thác đá tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh. Theo người dân tại đây, mỗi lần mỏ đá nổ mìn là một lớp bụi lớn bao phủ cả khu vực dân cư cạnh đó. Nó chạy dưới mưa đấy, đất đá nó nôi đường nó bụi bặm đấy này, thì còn chưa nổ mìn ở Mỹ nên cả khu này nó bụi bù đấy. Nó bụi lắm, bây giờ làm nào cho đỡ bụi, đường lung cho bà con đi lại khu này nó bụi, xe mỗi lần nó lắng lên nó bụi mù bụi mịt lên, trắng toát hết khu này lên. Đấy, bây giờ làm nào thì cho nó đỡ bụi, hạn chế cái bụi đi, đường lung rửa đi cho sạch sẽ, bà con đỡ bụi đỡ khổ. Mình có bệnh có tật mình chỉ đi mà tự đi chữa thôi, coi là những cái ô nhiễm cái khi mùa hè đấy. Mùa hè đấy thì gọi là lúc nào cũng phải đóng cửa, không là ở trong nhà lúc nào cũng phải một ngày chắc phải lên ly bụi ở trong nhà ấy, những các bàn ghế đấy. Không chỉ bụi mà rung chấn của việc nổ mìn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân tại đây. Căn nhà khang trang của gia đình bà Vũ Thị Đông tại thôn Đồng Đặng đang trong tình trạng như thế này. Gia đình bà không dám ở trên tầng 3, chỉ dám ở bên dưới, bởi nỗi lo khi có sự cố xảy ra. Dân không phải riêng nhà tôi mà cũng rất nhiều nhà lứt lát nhiều. Với lại nhất là cái giờ mà các cháu tan học đó, thì cái đường quốc lộ nó được thuộc đường 279 này. Giờ tan học là các cháu đi xe đạp, các cháu đi về trên đường quốc lộ rất là đông. Mà hơn nữa là người dân bị qua lại nữa. Cho nên là bây giờ cái giờ tan học thì lổ mìn đấy, nó, tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến các cháu đi học. Nó sẽ tai họa, nó sẽ xảy ra, đáng tiếc. Theo ghi nhận của phóng viên, mỏ đá nằm sát cạnh quốc lộ 279, gần khu dân cư, nhưng chỉ được che chắn bằng những tấm lưới như thế này để hạn chế tránh đá văng ra đường. Hơn nữa, đoạn đường tại bãi đá ra đường quốc lộ 279 không được công ty đổ bê tông, vẫn là nền cấp phối, nên mỗi khi xe chở vật liệu lưu thông ra đường, kéo theo đất, cát ra đường, gây bụi bặm, ảnh hưởng đến người dân và các phương tiện lưu thông qua cùng đường này. Nếu mà trong quá trình mà kiểm tra mà phát hiện sai phạm của mỏ đá Hưng Thịnh thì đối với cấp xã thì chúng tôi sẽ báo cáo cơ quan cấp trên là ủy ban thành phố sẽ đưa ra cái hướng để mà yêu cầu công ty Hưng Thịnh khắc phục theo đúng cái cam kết bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên Môi trường đã phê duyệt. Thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã yêu cầu công ty Hưng Thịnh là sẽ phải thực hiện trong quý 1 năm 2022. Thì đến nay công ty cũng đang tích cực thực hiện, đặc biệt là liên quan đến cái đánh giá cái mức độ rung chấn đối với xã Sơn Dương, người dân xã Sơn Dương, vùng giáp danh, đối với giáp danh với dự án. Theo thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh, mỏ đá này được phép hoạt động đến năm 2024. Nếu vậy, cần có những biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc hoạt động từ mỏ đá, để người dân tại đây không còn cảnh sống thấp thỏm,